Rút kinh nghiệm mùa lũ năm ngoái, mới vào đầu mùa mưa năm nay, bà con nuôi cá nước ngọt ở làng cá Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, Hòa Vang đã chủ động chạy lũ để tránh thiệt hại. Hồ cá Trê Lai rộng chừng 700m2 mặt nước của chị Nguyễn Thị Phương trong buổi chiều hôm nay sôi động hẳn lên. Cá được vớt vào bao rồi đưa lên xe tải, trung chuyển lên hồ cá được xây dựng bờ bao kiên cố cách đó gần nửa cây số. Để trung chuyển hết gần 30.000 con cá Trê Lai có trọng lượng từ 0,7 đến 1kg này, gần 10 lao động phải làm việc từ sáng sớm đến qua trưa, phấn đấu trong ngày hôm nay phải di chuyển toàn bộ số cá lên nơi cao ráo để tránh thất thoát do nước tràn bờ đê. Cạnh hồ cá, chị Phượng, hộ nuôi cá Nguyễn Ngọc Phước cũng đang chạy hết công suất 3 máy hút nước để di dời toàn bộ số cá sang rộng. Sáng giờ thấy mưa to quá nên tụi em đang dọn mất một ô ở trong này là thấp nhất, đi ra nguồn đó, rồi để chuẩn bị tiếp. Nghe báo là tối nay mưa to nên phải lo lùm trước. Nước trên nước xuống ồ ọt như năm ngúa là tụi em không chuẩn bị là ra hết trơn. Phú Sơn 2 là thôn có số hộ dân nuôi cá nhiều nhất của xã Hòa Khương với tổng diện tích mặt nước hơn 10 hectare. Trận lũ lụt năm ngoái đã làm thất thoát gần như toàn bộ diện tích nuôi cá nước ngọt của bà con. Vì vậy, ngay khi có tin áp thấp nhiệt đới, cấp ủy chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ đến từng hộ dân để vận động bà con chủ động di dời cá từ nơi thấp lên nơi cao, chằng chống ao nuôi cẩn thận để tránh thất thoát. Đầu mùa mưa năm nay, con thôn cấp ủy chúng tôi chỉ độ vận động bà con nhân dân chằng chống ô, và những ô mà không thoát nước được thì phải bắt về để ô tại nhà, và những ô nơi mà thoát nước được thì với điều kiện trong năm nay thì tình hình là chủ động được. Hy vọng với sự chủ động phòng chống lũ lụt, người nuôi cá thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương sẽ bảo đảm được thành quả sau gần 6 tháng chăn nuôi đầy vất vả của mình.